chị Sảng tên thật là chị Ý Hàm, sinh ngày 22 tháng 8 năm 1991 tại Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình có mẹ là nhân viên bán hàng, còn cha là một nhà kinh doanh nổi tiếng. Ngay từ khi còn nhỏ, chị Sảng đã được cha mẹ định hướng nghiệp diễn viên. Chính vì vậy, cô được đào tạo diễn xuất từ khá sớm. Năm 2 tuổi, cô bắt đầu theo học tại một lớp học nghệ thuật. 12 tuổi, cô rời quê hương, xa cha mẹ nên Thành Đô để theo học múa. Năm 16 tuổi, chị Sảng thi đỗ Đại học Bắc Kinh và trở thành cô sinh viên nhỏ tuổi nhất khóa học đó. Từ khi còn là sinh viên, chị Sảng đã may mắn nhận được vai diễn đầu tiên trong cuộc đời là nữ chính Sở Vũ Tiêm trong dự án phim Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, diễn cặp cùng nam tài tử Trường Hàn. Bộ phim trở thành một cơn sốt lớn toàn châu Á vào năm 2009 và cũng vì vậy mà mang lại danh tiếng không hề nhỏ cho nàng tiểu hoa. Đến năm 2010, cô tiếp tục tham gia phần 2 của bộ phim được mang tên Lại Cùng Ngắm Mưa Sao Băng và đạt được thành công rực rỡ. Với vai diễn này, chị Sảng được đề cử nữ diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim truyền hình Kim Kê. Tháng 2 năm 2011, chị Sảng tham gia bộ phim Võ Tắc Thiên Bí Sử với vai diễn Thái Bình Công Chúa. Tháng 4 năm 2011, tham gia Hoành Đồ Đằng với vai diễn Linh Thái Điệp. Năm 2012, cô được đề cử danh hiệu nữ diễn viên mới xuất sắc nhất giải Kim Tượng lần thứ 31 nhờ vào vai diễn Mẫu Đơn. Cũng cùng trong năm 2012, chị Sảng tiếp tục tham gia dự án phim Đẳng Cấp Quý Cô phần 2 với vai diễn Phương Diệp Phi và Mục Tiểu Nghiên. Năm 2013, chị Sảng tham gia bộ phim Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ với vai trò khách mời, vai Tương Linh trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm, vai Tống Ngọc Điệp trong Mỹ Nhân Tư Phòng Thái. 2014 được coi là một năm gặt hái nhiều thành công của chị Sảng với hàng loạt các series phim nổi tiếng như Vẫn Cứ Thích Em, Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm, Người Đàn Ông Bắt Được Cầu Vồng, Thiên Thiên Hữu Hỷ, Cực Phẩm Nữ Sinh 3. Năm 2015, chị Sảng tham gia bộ phim truyền hình Tịch Mịch Không Đình Xuân Vãn Dục trong vai Vệ Lâm Lang. Đặc biệt là vai nữ chính Bối Vivi trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, diễn cặp cùng nam thần Dương Dương. Có thể nói, đây là một trong những vai diễn đề đời của cô trong sự nghiệp diễn xuất, đem lại thành công rất lớn cho làng tiểu hoa. Năm 2016, cô tham gia dự án phim Hạ Chí Chưa Tới với vai diễn Lập Hạ và vai Thẩm Thần Hy trong Người Tình Phỉ Thúy. Năm 2017, cô gia nhập đoàn làm phim Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông với vai diễn Dịch Giao. Năm 2018, tham gia tác phẩm Vì Em, Anh Nguyện Yêu Cả Thế Giới với vai diễn Lý Mộc Tử. Nổi tiếng từ khi còn khá trẻ tuổi khiến cho chị Sảng nhận được rất nhiều sự ưu ái của các nhà làm phim. Thế nhưng, với lối diễn một màu gượng gạo cùng với gương mặt cứng đơ, chị Sảng dần dần mất đi sự yêu mến của khán giả, cư dân mạng liên tục tỏ ra thất vọng và hoang mang mỗi lần cô tiếp nhận tác phẩm mới. Trong những ngày qua, bão Scandal mang thai hộ và bỏ rơi con của chị Sảng đã trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng Trung Quốc và Việt Nam. Ngày 19 tháng 1 vừa qua, Cục Quản lý Nhà nước về Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình đã liệt chị Sảng vào danh sách đen và đang tiến hành gỡ bỏ toàn bộ các sản phẩm nghệ thuật gồm có phim ảnh, show truyền hình, quảng cáo, các sự kiện liên quan đến chị Sảng khỏi tất cả các nền tảng trong nước và thế giới. Việc làm ảnh hưởng đến nhân cách, luân thường đạo lý của nữ diễn viên được cho là sẽ chịu hậu quả phóng sát, tức là sự nghiệp bị hủy hoại. Các tác phẩm nổi tiếng như Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Hạ Chí Chưa Tới, Vì Em Anh Nguyện Yêu Cả Thế Giới do chị Sảng làm diễn viên chính, cũng như các vai diễn phụ trong Vẫn Cứ Thích Em, Cổ Kiếm Kỳ Đàm đang đứng trước nguy cơ bị gỡ bỏ hoàn toàn. Trước những thông tin này, cộng đồng mạng đang tỏ ra vô cùng phẫn nộ và tiếc nuối vì chị Sảng mà rất nhiều nhà sản xuất, tác phẩm phải chịu tổn thất nặng nề, các diễn viên đóng phim cùng cô không dưng cũng bị vạ lây, tự nhiên mất đi tác phẩm nổi tiếng. Bên cạnh đó, một số thông tin còn cho biết những bộ phim đã đóng máy từ lâu của cô như Người Tình Phỉ Thúy, Tuyệt Mật Giả cũng không bao giờ có cơ hội được lên sóng. Còn hai bộ phim mới đang quay và chuẩn bị quay cùng một số hợp đồng quảng cáo, các chương trình chào xuân mới cũng đều đã tuột khỏi tay của chị Sảng. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.